quân lạnh tôn màu AZ 100-150 của Tôn Đông Á, bảo hành lên đến 20 năm. Hôm nay cũng là một trận đua có thể nói quyết định trên bảng tổng sắp, vì có ngọn đèo Vĩnh Hy thì các vận động viên mạnh cũng sẽ tấn công và em cũng sẽ cố gắng đeo bám để bảo vệ chiếc áo vàng. Thưa quý vị, những ngọn đèo luôn là điểm nóng để các ứng viên danh hiệu đánh chiếc áo vàng chung cuộc. Tuy nhiên, chặng ngày hôm nay thì chưa chắc là các tay đua họ có muốn lấy áo vàng hay chưa, hoặc là họ sẽ đợi đến ngọn đèo ngọn ngục, ngọn đèo loại 1 và có ý nghĩa quyết định hơn. Chúng ta cùng chờ đợi xem Nguyễn Văn Dương có giữ được áo vàng hay không. Chương trình Nhật ký Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 non sông liền một giải do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đông Á. Giữ áo vàng rất khó chạy. Đó là quan điểm của rất nhiều huấn luyện viên. Vì khi mặc áo vàng, bạn sẽ trở thành con mồi của các thợ săn, nhất tỉnh nhất động đều trong tầm ngắm của các đội. Và điều đương nhiên, bạn sẽ phải làm việc rất vất vả để bảo vệ chiếc áo danh giá. Bởi thế, trong xe đạp đường trường có một chiến thuật gọi là tạm gửi áo vàng. Những ứng viên danh hiệu phải đến thời điểm quyết định mới tính đến chuyện nắm giữ chiếc áo danh giá này. Và thời điểm quyết định ở cúp truyền hình năm nay được các đội lựa chọn là chặng đèo ngoạn mục. Và đèo Vĩnh Hy hôm nay vẫn chỉ là một liều thuốc thử. Đầu tiên là liều thuốc thử của anh Văn Hội Việt Mỹ Thành phố Hồ Chí Minh và gạo hạt ngọc trời An Giang dành cho áo vàng Nguyễn Văn Dương. Chưa vội bung 10 phần sức, các tay đua của Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang chỉ bung khoảng 7 phần sức trên đèo Vĩnh Hy. Nếu tay đua của Park Lai Đồng Nai tỏ ra hụt hơi sẽ mất áo vàng, còn nếu đủ sức đeo bám, nếu giữ thêm một chặng nữa thì liều thuốc thử của Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang là để kiểm tra sức bền bỉ trên đèo của Nguyễn Văn Dương tới đâu. Một lý do khác giúp Nguyễn Văn Dương không bị liều thuốc thử tương đối mạnh này đánh gục còn bởi anh biết nương theo chiều gió một cách rất khôn ngoan. Nhân việc quân khu 7 dốc sức bảo vệ lợi thế đồng đội, thầy trò Đặng Ngọc Tú của Park Lai Đồng Nai vô tình có thêm những trợ thủ đắc lực cùng nhau đeo bám các ứng viên số 1 cho danh hiệu áo vàng. Khi đổ đèo, VUS chơi chiều dương đông kích tây để Mai Nguyễn Hưng cùng bước tốt ra đi với Nguyễn Thành Tâm của An Giang. Động thái này nhìn như muốn đánh vào lợi thế đồng đội của quân khu 7, nhưng thực chất là nhằm phá sự hợp lực giữa quân khu 7 và Park Lai Đồng Nai. Vì muốn bảo vệ vị trí nhất đồng đội, quân khu 7 phải dốc sức bám theo. Từ đó, thế hợp tác giữa thầy trò Trần Thôi và Park Lai sẽ bị phá vỡ. Những đầu máy kéo miễn phí của Nguyễn Văn Dương bị xé lẻ. Nhưng trong khi bạn đặt toàn tính chiến thuật, thì các đối thủ cũng không hề ngồi yên. Huấn luyện viên Đặng Ngọc Tú không cho huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt sử dụng liều thuốc thử với đội của mình một cách thoải mái. Louis Desriac được ra hiệu lệnh tấn công dồn dập ở 30 km cuối, bào mòn không ít thể lực của hai tên tuổi lớn là Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Vậy là người đưa ra thuốc thử cũng mệt, mà người bị thử thuốc cũng hao tổn sức lực. Đến giai đoạn cuối, tất cả nhận thấy đã đến lúc phải dừng lại, chờ chặng đèo ngoạn mục quyết định ngày mai, chấp nhận tạm gửi áo vàng cho Nguyễn Văn Dương giữ thêm một chặng nữa. Alex và Lê Ngọc Sơn cũng tấn công trên đèo và em đã đeo bám thành công để về đích bảo vệ áo vàng. Tôi muốn đánh chặng hôm nay để coi cái khả năng leo đèo của Nguyễn Văn Dương sao để ngày mai dễ tính. Nhưng mà em Dương chạy rất là tốt. Khi đoạn đầu thả những vận viên trẻ đi thì Ba Lai và quân 7 dẫn vô để mà quân 7 giữ đồng đội mà Ba Lai giữ áo vàng. Mà phải nói là bên đó cái vận viên lưới để hỗ trợ. Vừa hỗ trợ vô đèo xong rồi lưới lại tấn công đi. Cho nên là phải nói là đội Ba Lai hôm nay phải nói là rất là xuất sắc. Có liều thuốc thử thứ hai giữa Lê Ngọc Sơn và Phong Sa Va. Lê Ngọc Sơn là chân leo đèo số 1 Việt Nam, còn Phong Sa Va là quân bài mà VUS mang đến cúp truyền hình năm nay trong vai trò đối trọng với tay đua hai lần áo đỏ cúp truyền hình. Cả hai đều đang là ứng viên hàng đầu cho áo vàng chung cuộc, nhưng lại chưa một lần thi triển hết tài nghệ cùng nhau trên những ngọn đèo khó nhằn nhất. Vì lẽ đó, thận trọng để thăm dò nhau là điều cần thiết, bởi trong tình huống này, ra đòn trước chưa chắc đã chiếm thế thượng phong. Trong chặng đua hôm nay, may mắn có vẻ đứng về phía Phong Sa Va khi Lê Ngọc Sơn gặp sự cố té ngã ở vài chục mét cuối trước vạch đích. Việc phải nhập viện để điều trị những say sát khá nặng có thể sẽ ảnh hưởng đến tâm lý, phong độ và thể lực của Lê Ngọc Sơn trước chặng đèo quyết định ngày mai. Sự cố đáng tiếc xảy ra ngày hôm nay thì nó sẽ ảnh hưởng một phần nào về sức khỏe của em Lê Ngọc Sơn.
Nhưng mà một vận động viên chuyên nghiệp, theo tôi nghĩ em Lê Hồng Sơn sẽ là một vận động viên ý chí, sẽ vượt qua tất cả. Tôi nghĩ rằng với cái kinh nghiệm của mình thì có khả năng là Lê Ngọc Sơn của An Giang sẽ làm cái chuyện bất ngờ. Đã trải qua ba ngọn đèo, vẫn chỉ là những liều thuốc thử thăm dò lẫn nhau. Nhưng có lẽ đây đã là liều thuốc thử cuối cùng. Mỗi một chặng qua đi, Parkline Đồng Nai lại vượt qua thêm một cửa ải nữa trong mục tiêu viết nên câu chuyện cổ tích áo vàng chung cuộc. Và chặng ngày mai có thể xem là cao trào, là nút thắt dẫn đến đoạn kết của câu chuyện cổ tích đó. Vấn đề là kết thúc có hậu cho Nguyễn Văn Dương hay không? Và liệu liều thuốc thử cuối cùng hôm nay đã giúp huấn luyện viên Đỗ Thành Đạt và Lê Thành Liêm hiểu rõ về tân binh Parkline Đồng Nai rồi tung đòn quyết định vào ngày mai hay chưa? Không ai biết được, và đều ngoạn mục trong chặng đua ngày mai, Phan Rang Đà Lạt sẽ đưa ra câu trả lời chính xác nhất. Thưa quý vị, như vậy là Nguyễn Văn Dương và tập thể Parkline Đồng Nai lại giữ được thêm áo vàng một chặng nữa. Có thể nhiều người nghĩ rằng Thành phố Hồ Chí Minh và An Giang đang gửi tạm áo vàng cho Nguyễn Văn Dương để chờ đến chặng quyết định trên đèo ngoạn mục ngày mai. Tuy nhiên tập thể của Parkline Đồng Nai thì họ tự tin họ có thể viết nên câu chuyện cổ tích. Vậy thì chúng ta cùng chờ đợi đỉnh đèo khó nhất năm nay, đèo ngoạn mục trong chặng đua ngày mai. Còn bây giờ chương trình nhật ký cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 29 năm 2017 non sông liều một giải kỳ này xin được khép lại. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện với sự đồng hành của nhà tài trợ chính Tôn Đồng Anh.